Phật giáo nguyên thủy, còn chồng con lại theo Phật giáo phát triển. Mỗi khi con nghe chồng con đọc kinh hay nghe pháp, thường đọc nhỏ, nhưng con vẫn nghe và con thấy không hoan hỷ lắm. Lúc trước con còn cảm thấy rất bực bội, nhưng giờ quen nên đỡ hơn chút. Chồng con ăn chay trường và khuyên ba má thân bằng quyến thuộc bên chồng nên ăn chay trường và đọc tụng kinh thường xuyên, các loại kinh theo Phật giáo phát triển. Giờ con phải làm sao để sống chung trong nhà mà có hai đường lối như vậy? Nhiều khi con cũng bực bội lắm. Kính mong sư chỉ dạy cho con. Còn may á, còn may là mình cùng thờ một ông Phật. Cho nên không vấn đề gì. Chứ còn mình thờ hai người thì nó mới khó, chứ còn mình thờ cùng một người thì nó dễ. Hồi chứ khi mà sư chưa xuất gia thì sư đi chùa này chùa kia sư không có ngại. Bởi vì sao? Bởi vì một ông Phật mình thì mình lạy thôi. Phật Thích Ca thì ở đâu Phật Thích Ca thì mình cứ lạy ngài thôi. Còn ở xung quanh có đôi khi nếu mà quý vị thấy, quý vị cũng sẽ thấy lạ, đó là sư vẫn chắp tay. Quý vị một số vị sẽ thấy là có khi sư chắp tay sư lạy Phật Thích Ca ở đằng trước, nhưng mà kế bên và xung quanh ấy, còn vô số những cái tượng, có khi là tượng Bà Chúa Xứ, rồi tượng Thiên Long Bát Bộ, rồi Tây Du Ký, rồi đủ thứ trên trời dưới đất hết mà sư vẫn chắp tay. Bởi vì sao? Trong vai trò một vị tỳ kheo, bởi vì khi đó trong mắt của sư và trong tâm của sư chỉ có Đức Phật Thích Ca thôi, và mình chỉ lễ Phật Thích Ca, mình không lễ những cái tranh tượng và những cái đối tượng khác. Cái đó là do mình khéo suy tư, khéo suy tư. Rồi còn một cái vấn đề nữa, đó là gì? Ngay cả bản thân gia đình của sư thì cũng là một gia đình đa văn hóa, tức là cũng cùng một đạo Phật nhưng mà có người thì theo truyền thống này, người theo truyền thống khác. Chuyện đó bình thường lắm, không có gì hết trơn. Trời. Nhưng mà nếu như quý vị có lòng á, thì chúng ta có thể giao lưu văn hóa. Tức là sao? Tức là thỉnh thoảng thì mình cũng có thể đi chùa của chồng, đi những cái buổi lễ của chồng mà nếu như mình cảm thấy nó đáng. Và bù lại thì chồng cũng nên đi chùa với mình, nên học những cái giáo lý với mình, đi tham dự những cái khóa tu với mình, rồi nghe những cái buổi trai tăng, những cái buổi giảng, thì từ từ đó cái kiểu như vậy thì mình có thể thuyết phục được cái người bạn đời của mình hiểu được chánh pháp và tiếp cận với Phật giáo nguyên thủy. Và như vậy thì mình có thể thay đổi một cách khéo léo uyển chuyển ha. Chứ còn mình đối chọi thì xưa tới giờ nó không phải là một phương pháp hay, mà chúng ta vẫn nên ngồi gần nhau để mà chúng ta bắt tay nhau đây. Chứ quý vị nghĩ đi, quý vị nghĩ đi, nếu như á mà Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển vẫn tiếp tục mà đối chọi nhau gay gắt á, thì bây giờ cái nền Phật giáo này nó sẽ ra như thế nào? Nó sẽ bị rất nhiều những hạn chế, rồi sẽ, đó là chưa kể ngoại đạo họ sẽ nhìn vào nữa đấy. Trong khi đó đó thì nếu như mình khéo léo, cái gì chung thì mình đồng ý là chung. Ví dụ như thờ cùng một ông Phật ha. Rồi cái gì riêng thì mình chấp nhận cái riêng của đối phương, mà mình không cần phải đả kích, tại vì lo mình tu cái phần của mình là mệt lắm rồi.